Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Thì ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, thì em lựa chọn ra một số dòng mic Beyer đuôi chuột đời cao để bán giá tốt nhất cho bác và anh em sử dụng gia đình hay là sự kiện hay là lắp phòng hát VIP của anh em. Thì trên đây em có 5 bộ đầu thu đấy, 2 bộ 790A đấy, 2 bộ K890 và 1 bộ RF3000. Thì dòng 790A này thì em chỉ còn 2 bộ được các nhá. 790A em còn 2 bộ này. Đấy, K890 thì còn 2 bộ, một bộ là phay nhôm và một bộ mặt nhựa các bác nhá. Còn một bộ RF3000. Đấy. Thì tất cả những đầu thu này thì nó là của Beyer sản xuất, sử dụng mên mạch giống nhau. Và nó chỉ khác là kiểu dáng ở mặt trước này các bác nhá, và khác một cái tên này thôi. Chứ còn dòng mic Beyer chính hãng thì nó có thể là bắt được tất cả các tay mic ở đây. Đấy, thì em sẽ có 3 bộ tay trơn và gôn trơn và 2 bộ đuôi chuột. Thì nếu mà các bác và anh em lấy tay trơn, giá để các bác và em là 2.100.000 bao ship. Còn lấy tay da cá để các bác và em là 2.300.000. Đấy, thì các bác và em có thể là lựa chọn đầu cho em. Đấy, 790A hay là RF3000 hay là K890 mặt phay nhôm hay là K890 mặt nhựa các bác nhé. Đấy, thì tất cả những dòng mic này là dòng mic chất lượng, cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc cho các bác và anh em sử dụng, là dòng mic của công ty Beyer chính hãng. Nên là các bác và anh em dùng những cái sản phẩm này thì nó cho chất âm rất hay. Thì những cái sản phẩm mic Beyer này thì em đã test rất nhiều rồi, đúng không ạ? Đặc biệt là dòng mic 790A được rất nhiều các bác và anh em tin dùng. Thì cái lô mic 790A thì đợt vừa rồi bên em về rất nhiều. Đấy, về đến đâu thì bán hết đến đấy. Hay là K890 cũng vậy. Đấy, những cái dòng mic đó thì bán rất chạy, được rất nhiều các bác và anh em tin dùng, đúng không ạ? Thì nếu mà để các bác và anh em mua những bộ mic 790A hay là K890, cái thời điểm trước thì giá của nó là tầm 2.600.000, 2.700.000, 2.800.000 các bác nhá. Nhưng mà đến thời điểm này thì em để cho bác và anh em với giá là rất tốt để các bác và anh em sử dụng những dòng mic Beyer cho bộ dàn của các bác và anh em hay hơn, chất lượng hơn trong việc hát karaoke. Đấy, tay trơn để các bác và em 2.100.000, còn tay da cá đẹp như thế này các bác này là 2.300.000 các bác nhá. Và đặc biệt thì em còn một cái màn của Việt Ca, bác nào cần không em để rẻ cho các bác và anh em về sử dụng. Đấy, 300.000. Đấy, 300.000 không bao ship nhá, có đầy đủ nguồn nhiếc luôn. Về các bác và anh em chỉ việc cắm đầu vào là dùng thôi. Đấy, cái màn Việt Ca TV này thì có một anh khách, anh ấy nhờ em thanh lý hộ. Đấy, thì em để cho các bác và anh em là 300.000. Đấy, không bao ship nhá các bác nhá. Nếu mà các bác và anh em cần cái màn Việt Ca TV này thì em để cho bác và anh em là 300.000. Đấy, thì bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm mic Beyer vỉ tím đuôi chuột hay là cái màn Việt Ca thì các bác và anh em liên hệ với Hương Giang theo số điện thoại là 0979987696. Bên em chuyển hàng toàn quốc, mua hàng bên em nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.